Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay thì miền Bắc tiếp tục duy trì hình thế thời tiết sáng sớm có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 28 độ và riêng khu Tây Bắc có thể trên 30 độ. Sau đó dự báo từ ngày mùng 5 tháng 2, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, miền Bắc sẽ giảm nhiệt, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ. Tuy nhiên thì nhiệt độ trong ngày không có biến động quá lớn so với ngày hôm nay. Tranh thủ thời tiết ở miền Bắc đang trong trạng thái lý tưởng thì quý vị đang sinh sống và làm việc tại thủ đô có thể tham khảo các điểm vui chơi cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đặc biệt thì mới đây, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội vừa ra mắt sản phẩm tour đêm Ngọc Sơn đêm huyền bí, là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính của di tích quốc gia đặc biệt đền Ngọc Sơn và các nghi lễ truyền thuyết dân gian được lưu truyền tại di tích. Chương trình được chia làm 5 phần chính tương ứng với các khu vực kiến trúc riêng biệt của di tích đền Ngọc Sơn. Lễ ban chữ Thánh Hiền mở đầu chương trình được thực hiện tại khu vực Tháp Bút. Nghi thức đón linh khí của trời đất diễn ra tại khu vực cầu Thê Húc và đầu Nguyệt Lâu. Phần diễn đặc sắc nhất là màn biểu diễn tái hiện truyền thuyết vua Lê đi thuyền rồng trả gươm báu cho rùa vàng diễn ra tại khu vực mặt hồ phía trước đình Trấn Ba. Nghi lễ cầu an khép lại phần nghi thức chính được tổ chức trong khu vực đền chính. Và cuối cùng thì du khách sẽ dành thời gian để tham quan phòng trưng bày tiêu bản rùa hồ gươm và vãn cảnh đền. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cho đến đông cấp 2, cấp 3. Và đến khoảng ngày mùng 8, mùng 9 trở đi thì do một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống nước ta khiến cho miền Trung sẽ chuyển mưa rét. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa với gió đông bắc cấp 2 cho đến cấp 3. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.